Xin chào quý vị và các bạn, siêu bão Mawa đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía đảo Đài Loan của Trung Quốc, không ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Nhưng mà siêu bão này nối với giải hội tụ nhiệt đới, đi qua khu vực giữa Biển Đông tiếp tục tạo đà gió cho gió Tây Nam hoạt động mạnh, tạo ra một dải mây đối lưu chạy suốt từ khu vực Vịnh Thái Lan qua Tây Nguyên, Nam Bộ, Nam Trung Bộ. Nên tại đây từ chiều nay đến chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông ở nhiều nơi. Trong đó, khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và hầu khắp các tỉnh Nam Bộ đều là những vùng có mưa vừa mưa to, với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ 30 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, thậm chí xấp xỉ 100mm. Khu vực Kon Tum, Gia Lai cũng như các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận chịu tác động của rãnh mây dông này ít hơn, vì thế lượng nhỏ hơn, phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm. Do có mưa và mây nhiều từ sớm nên nhiệt độ trong ngày mai ở Nam Bộ khá thấp, phổ biến ở dưới ngưỡng 33 độ. Các tỉnh Tây Nguyên cũng chỉ từ 29 đến 32 độ, còn khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận mưa dông về chiều. Ngày trời vẫn có nắng, vì thế nhiệt độ ở mức cao từ 32 đến 34 độ. Và các tỉnh thành phố còn lại của khu vực Trung Bộ, vùng từ Bình Định trở ra cho tới Thanh Hóa, trời nắng sớm, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 33 đến 35 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây có nắng nóng với nhiệt độ lên tới 35 đến 36 độ. Trở ra với các tỉnh thành miền Bắc, đêm nay và sáng mai mưa giảm nhanh, thời tiết mát mẻ. Sau đó đến trưa chiều trời oi bức với nhiệt độ tăng lên mức 31 đến 34 độ. Một số nơi sẽ có nắng nóng cục bộ. Trên biển, dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới, khu vực giữa và nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Riêng khu vực phía đông chiều và tối nay có gió mạnh cấp 5, có lúc là cấp 6. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 27 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!